mọi người phân vân hai đáp án và mọi người chọn đáp án à. sai cứ phân vân hai đáp án thông y như rằng các cụ không bao giờ độ Xin chào mọi người Nội dung ngày hôm nay sẽ là Talk show thật lòng và sau đây sẽ là 10 sai lầm khiến các bạn trượt JLPT Nếu như bạn nào trượt JLPT trong kỳ thi vừa rồi vì bất cứ một lý do nào Các bạn có thể liệt môn này, liệt môn kia có thể thiếu một chút điểm Miễn là các bạn trượt trong kỳ thi vừa rồi thì đây chính là live stream giải cứu các bạn trong kỳ thi sắp tới Những bạn nào mà đỗ rồi thì mọi người cũng nên xem để kỳ tháng 7 sắp tới Mọi người có thể né được 10 cái sai lầm này ra Và thêm sẽ phân tích thật là kỹ để các bạn có thể nhìn được hình hình ảnh của mình bởi vì bản thân ngày xưa đi ti là sensei cũng trượt lên trượt xuống ấy mọi người vì sensei là đi từ thất bại lên nên là sensei rất rất là hiểu con đường của mọi người đi sensei không phải là như những người sensei mà các bạn thấy ui thi n nào ăn nờ đấy rồi là một vèo một vèo không sensei á gọi là lên voi xuống chó lắm mọi người nên là ngày hôm nay sensei sẽ chia sẻ cho các bạn đây chính là 10 sai lầm khi các bạn trượt kỳ thi vừa rồi và câu chuyện từ một người sensei thất bại và trước khi bắt đầu nội dung ngày hôm nay thì hiện tại đi online đang triển khai một chương trình tri ân học viên đã nỗ lực trong thời gian vừa qua với chuyên mục nổ điểm thi nhận lì xì nhá với những bất kỳ bạn nào chỉ cần có điểm thi thôi em gửi về cho fanpage của kia Online thì Sensei sẽ lì xì cho em một phần quà có thể là một cái phiếu ưu đãi giảm giá khóa học nếu em học lên tiếp và đỗ bao nhiêu điểm thì sẽ có ưu đãi giảm bấy nhiêu phần trăm nhá đỗ càng cao sẽ được giảm càng nhiều phần trăm đó với cả là uh, mọi người nói chung là trượt nhá nếu mọi người trượt inbox điểm Sensei vẫn có cho mọi người lì xì nhá yên tâm là cứ nổ điểm cho Ricky là có quà đấy mọi người nhớ nhắn cho fanpage cho Sensei nhá. Sai lầm đầu tiên trong 10 sai lầm khiến các bạn trượt trong kỳ thi GPT vừa rồi đó chính là về hán tự mọi người ạ. Đó chính là về hán tự. Sensei nghĩ rằng là các bạn đã trượt bởi vì các bạn không nắm được quy tắc chuyển âm hán Việt. Người Việt Nam chúng ta thì có một cái ưu điểm khi chúng ta học tiếng Nhật ấy đó chính là âm hán Việt. Tại sao các bạn không tận dụng âm hán Việt để mà mình có thể Ờ... Uh, làm gọi là man tên chữ hán luôn thì dễ nhận thấy là quy tắc chuyển âm hán việt làm một cái các bạn không bao giờ nên bỏ qua thứ hai là các bạn chưa thuộc các chữ hán có cách đọc đặc biệt Mọi hiểu ý xem dây nói không nào Hiển nhiên là khi mà các bạn đi thi ấy Người ta sẽ không bao giờ người ta cho các bạn những cái câu nó nó dễ quá Nó kiểu là ừ kết hôn để đọc là kể côn Rồi là trường học là gạc cô Rồi là uh, tức là nó không bao giờ nó cho, nó cho các bạn những cái từ mà nó đúng theo cái quy luật đấy Mà bao giờ đề thi mọi người Nó cũng sẽ hỏi chúng ta những cái cách đọc đặc biệt Cách đọc đặc biệt của âm hàn tự các bạn phải thuộc xem dây lấy Ví dụ như vừa rồi đề N3 đúng không Bạn nào có nhớ không Mình có cái gì nhở uh, Khoa ngoại bình thường khoa ngoại đúng không ở trong bệnh viện thì có khoa ngoại và khoa nội thì bình thường các bạn hay học khoa ngoại thì chữ ngoại đọc là gai đúng không ạ thì các bạn sẽ chắc chắn là các bạn sẽ chọn đáp án là gai cả nhưng không mình có khoa ngoại tiếng nhất là gì mọi người ghê cà đúng rồi ghê cà nhá ghê nhá không có phải là gai đâu theo ấy là mọi người bị nhầm lẫn giữa những chữ hàn có nét cực giống nhau mọi người có để ý không nào bao giờ hán tự tức là C đã chữa nát cái đề thi 10 năm gần đây rồi và C nhận ra là nếu như các bạn không được mang tên ở phần hán tự thì các bạn mặc mắc một trong ba cái lỗi này một trong ba cái sai lầm đáng tiếc như này không nắm được quy tắc chuyển âm hán việt chưa thuộc các chữ hán có cách đọc đặc biệt nó thi nó phải thi nó vào những cái đặc biệt mọi người nó thi vào cái bình thường thì ai chả đỗ được còn có cái gì mà đặc biệt nữa đó và các bạn nhầm lẫn tức là thay một nét nó khác ví dụ như chữ uh, chữ 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 ví dụ thế lấy ví dụ cho mọi người chữ thuyết trong tiểu thuyết đi chữ thuyết trong tiểu thuyết nó sẽ có bộ ngôn bộ ngôn là ngôn từ đúng không cho nên là có trong từ thuyết minh là sẽ chưa mê đúng không ạ nhưng mà nếu các bạn vứt bộ ngôn đi các bạn thay nó bằng bộ gì bộ kim tiền nó lại là một chữ khác thay bằng bộ hòa lại là chữ khác đó mỗi một một bộ âm hán việt ấy mọi người thay một nét thôi nó sẽ thành một chữ khác và khi chúng ta đi thi hán việt thì chúng ta chúng ta nhìn nhanh nên chúng ta bỏ qua khoanh nhanh ấy thì chắc chắn là họ sẽ khoanh sai tiếp theo xin sẽ chia sẻ một phần về từ vựng đợt vừa rồi thì các bạn thấy là có khá nhiều bạn được mang tên từ vựng rất nhiều bạn được mang tên từ vựng mà cũng rất nhiều bạn gọi là được bao nhiêu trên 55 điểm từ vựng rất rất nhiều luôn các lớp tích hợp của tê thậm chí là lớp 50 ngày ăn ngủ chúng tôi ra các bạn cũng trùng luôn sự từ, từ vựng ấy d dặn đi dặn lại các bạn rồi đó là từ vựng các bạn để các bạn đi thi được phần thi từ vựng nhá phần thi từ vựng thì các bạn phải học từ vựng theo cụ học từ vựng theo cụ và học nó theo từ đồng nghĩa chứ chúng ta không bao giờ chúng ta học một tô một tô một mình từ này có nghĩa là như thế này chắc chắn là các bạn sẽ các bạn đi đi các bạn không bao giờ khoanh đâu bởi vì là từ vựng ấy ví dụ mình nhìn thấy cái cụm này là a à, auto là chỉ có a thôi ngày hôm qua dê cho các bạn học theo cụm ấy tức là chúng ta sẽ phân biệt cái từ là cặp bắt dự và cũng như là từ khaki đó hoạt bát và hoạt khí đấy thằng thằng cặp bắt dự chỉ đi với cụm nào thôi mà thằng khaki khi đi đi chỉ đi với cụm nào thôi cho nên là nhìn gọi là gì ạ nhìn người đoán cảnh luôn Đi, đi nhưng mà cứ nhìn thấy là cái gì ạ à? Cứ nhìn thấy là nó hai cái thằng đấy thì nó giống nghĩa nhau mọi người nó đều có nghĩa là một cái gì đấy nó sôi động nó hoạt bát náo nhiệt đúng lại là sôi động hoạt bát, náo nhiệt, năng nổ tất cả những cái đấy các bạn dùng chung là khaki hoặc là cặp bát nhưng khi đi thi làm thế nào để các bạn điền được đây nghĩa của nó thì onaji rồi nghĩa của nó giống nhau rồi thì làm sao có thể phân biệt được cứ nhìn thấy gì nào mọi người cứ nhìn thấy cuộc họp cứ trong câu đấy mà có từ cai ghi nhá cai ghi cuộc họp này hoặc là trong câu đấy nó có cái sự trao đổi ý kiến có một cái từ vựng nào đấy liên quan đến trao đổi ý kiến thì chắc chắn bạn phải chọn cặp bát trao đổi một cách uh, trao đổi ý kiến một cách sôi nổ chắc chắn các bạn phải dùng cặp bắt sự có yếu tố con người các bạn phải chọn từ cặp bát sự đó hay là cái gì ạ à? cặp bắt sự nahito là một người có tính cách năng nổ hoạt bát náo nhiệt cặp bát sự đi với người tính cách thảo luận đúng không nào ghi đông tất cả đấy ừ. thế còn khi nào đi với kaki nào mình nhìn cảnh đoán người luôn khi nào thì phải là kaki chứ không được là cặp bát sự đúng rồi khi nó đi với Funiki này bầu không khí đi với bầu không khí ví dụ à, bầu không khí là một gì nữa nào thị trấn là hai Machi Desne thị trấn một thị trấn náo nhiệt một thị trấn gọi là đông đúc sôi nổi thì thị trấn đấy phải đi với khaki, đúng không ạ Khaki na Machi hoặc là cái gì nhỉ một cái uh, gì nhỉ những thành phố lớn những thành phố lớn phải Kaki không thể nào cặp bắt trự được cặp bắt trự sẽ đi chủ yếu với người chủ yếu trong đề thi nó sẽ đi với người nhé thế nên không có khẳng định gọi là một trăm gì cả nhưng mà trong đề thi nó sẽ là như thế đó hay là bầu không khí này thị trấn này thành phố này là những cái đấy là phải là cực kỳ hết rồi và trong từ vựng ấy các bạn nhớ nhá và thường ấy các bạn sẽ bị mất điểm ở từ vựng bởi vì sao các bạn không phân biệt được những cái từ nghĩa của nó rất nghĩa của nó mà xem sẽ gọi là những từ vựng nghĩa giống mà khác nghĩa giống mà khác tức là sao giống như từ khắc kỳ và từ khắc bắt chữ ấy nghĩa giống nhau luôn nhưng cách sử dụng lại hoàn toàn khác nhau khi mà các bạn học từ vựng nhá các bạn học từ vựng các bạn phải học poi của nó ví dụ ở đây trên đây dạy cho lớp tích hợp đây đó là từ tham một chữ nó là chữ bảo trong bảo tồn được không nào khi đi thi nó chỉ đi với những cụm như sau thứ nhất là kênh cô ố thả một chữ bảo vệ sức khỏe giữ gìn sức khỏe thứ hai là trong cái kỳ covid này các bạn phải giữ một khoảng cách an toàn với người ta thì sẽ là an kiểu kiệu rio thả một chữ giữ một khoảng cách an toàn giữ khoảng cách nhá giữ sức khỏe nhá Ngoài ra trong đề thi n2 nó sẽ đi với qua ca xạ là tuổi trẻ tuổi thanh xuân ấy. phụ nữ thì tại sao phải dùng mỹ phẩm để giữ gìn tuổi trẻ tuổi thanh xuân ấy? đấy qua ca xạ ố thả một chữ từ đồng nghĩa của thằng thả một chữ khi đi thi chỉ có một thằng thôi đó là easy duy trì được chưa cách sử dụng của nó ví dụ đây thế giáo kỳ một sự hồ hồ những phương pháp để các bạn giữ cho căn phòng của mình luôn luôn sạch đẹp đó cho nên là sao đây là cách mọi người học coi của từ vựng nhớ chứ không phải là mọi người chỉ học là ô ta mất chữ nghĩa là giữ gì hết thế nó đi với giữ gìn cái gì thì các bạn không bao giờ biết cho nên là khi mà nó cho bốn câu đều sử dụng cái từ giữ gìn ấy thì thành ra là các bạn lại bảo là ờ câu, câu này dịch ra nghĩa có lý nhở ừ um, dịch ra có lý quá luôn đấy là về từ vựng nhá tiếp theo chúng mình sang đọc hiểu nào nhìn vào đây xem có đúng là hình ảnh của các bạn xuất hiện ở đây không khi mà các bạn bị chết vì đọc hiểu ấy thì cái sai lầm đầu tiên mà xin thấy hầu hết các bạn gặp đó là các bạn chưa nắm được những cái tip phân bố thời gian và làm bài hiệu quả dẫn đến cháy giờ trong đọc hiểu ấy cái mà các bạn hay chết nhất với đọc hiểu N2 là các bạn bị cháy giờ tức là khi mà chuông nó thu bài rồi các bạn vẫn còn nguyên một bài trường văn các bạn chưa làm nguyên một bài trung văn các bạn chưa làm hoặc là nguyên mấy bài đoạn văn các bạn chưa làm thì cái cháy giờ là một cái vấn đề nhức nhối trong đọc hiểu bởi vì các bạn chưa nắm được phân bố thời gian ra làm sao ví dụ đoạn văn chỉ được làm bao nhiêu phút trung văn chỉ được làm bao nhiêu phút thôi tiếp theo là các bạn chưa thuần thục cái kỹ năng xử lý từng dạng bài đọc với từng dạng bài đọc các bạn học N2 N3 các bạn sẽ phải xác định cho dê đoàn trung trường tổng hợp ý kiến tìm kiếm thông tin đấy là những dạng bài trong đọc hiểu mỗi một dạng bài sẽ có một phương pháp xử lý riêng chứ không có bài nào giống bài nào cả và các bạn phải nắm được điều đó ví dụ tìm kiếm thông tin nó chỉ có hai dạng câu hỏi thôi nó hỏi vào đâu đối tượng hoặc là cách thức đăng ký hoặc là điểm gì cần chú ý trong cái tờ đấy tức là mình biết luôn mình mình ra trận mình biết biết ta biết người biết ta trăm trận trăm trắng cho nên là các bạn phải biết được xử lý như nào tổng hợp ý kiến dạng xử lý như thế nào lướt nhanh tìm keyword khoanh thật nhanh đọc thằng a đối chiếu thằng b đoàn trung trường đọc ở đâu câu một ứng đoạn một câu hai ứng đoạn hai câu ba ứng đoạn ba câu bốn hỏi nội dung thông điệp bài đấy tác giả nói cái gì đó đoạn văn thường đáp án 99% mươi chín nằm ở cuối hai câu cuối cùng của đoạn văn nhưng mà có đôi khi nó lại không theo cái như thế cho nên là các bạn phải nắm được kỹ năng xử lý từng dạng bài đọc hiểu tiếp theo khi các bạn chưa đọc hiểu, sensei nhận ra rằng tất cả các bạn đều chưa vận dụng được maximum, vận dụng được tối đa cái kỹ năng bắt chốt cho nên là dẫn đến là các bạn không tóm được point của cái bài đấy. Bởi vì không biết bắt chốt đâu mà. À ví dụ sẽ sẽ học là nô đế họa nai sô shoka. Chả ví dụ như ở N3 thì bao giờ câu đấy nó cũng chứa quan điểm của tác giả hoặc là VT Hoshi đây là vào trong bài tìm câu nào có VT Hoshi mà đọc, vào trong bài tìm câu nào có nô đế đà nai ca mà đọc, đấy gọi là kỹ năng bắt chốt, kỹ năng tóm được point. và đáp án trong bài. Bởi vì sao mọi người đọc lan man, đọc lan man, đọc xong rồi vẫn khoanh sai mà lại còn mất rất là nhiều thời gian nữa. Đó cho nên là đọc hiểu nó có chiến lược hết mọi người, nó phải có chiến lược. Tiếp theo này một điều cuối cùng mà khiến các bạn thất bại với đọc hiểu để xem xem rất là muốn nói đó là khi mà các bạn làm đọc hiểu ấy thì các bạn hay bị lạc trôi lạc trôi giữa cái gì giữa những cái biển yêu quái và yêu tinh ngữ pháp dẫn đến là các bạn bị sợ hãi và các bạn phân vân giữa hai đáp án các bạn có đúng là khi mà các bạn đi thi đọc hiểu các bạn có bao giờ phân vân hai đáp án không sense khẳng định là có rất rất nhiều bạn đang xem cái livestream này mọi người phân vân hai đáp án và mọi người mua chọn vào đáp án sai sense thề có cái vũ trụ này luôn ngày xưa sense gọi là lên voi xuống chó mọi người sense đi thi sense cứ phân vân hai đáp án xong y như rằng các cụ không bao giờ độ mọi người sensei sẽ phân khoanh vào đáp án sai nhưng mà tại sao mọi người biết không trong hai cái đáp án, tức là mọi người loại được hai cái thằng sai hiển nhiên rồi chỉ còn hai cái thằng còn lại thôi ấy nhưng mọi người vẫn bị trượt bởi mọi người biết tại sao không lúc đấy thì mọi người phải nhớ đến lời anh sensei dạy đó là quan trọng ấy là cái lúc đấy chắc chắn là hai cái đấy nó đều đúng nhá mọi người hai câu đấy đều đúng với ý kiến trong bài luôn rất hợp lý luôn không có sai cái gì hết cả nhưng Ông ấy viết ra cái bài đọc đấy, mục đích là ông ấy chỉ truyền tải một thông điệp thôi. Vậy thì trong hai cái thằng mà các bạn phân vân ấy, thằng nào mới là thằng chính nhất, thằng nào mới là thông điệp ông ấy viết ra cả một cái bài trung văn, ông viết ra cả một bài trường văn viết ra cả một cái đoạn văn mấy trăm chữ này cho, trăm... ông ấy truyền tải đúng một thông điệp đến người đọc thôi. Vậy thì cái ý đấy là gì? các bạn phải xác định là hai thằng đấy chỉ có một thằng sống và một thằng phải chết lúc đấy các bạn phải rạch ròi ra chứ không phải là a à, à, hai thằng này đều được đến trong bài thì phân thằng nào thì... bởi vì hiển nhiên nó sẽ cho các bạn những đáp án đến trong bài nhưng mà thằng nào là cái thằng thông điệp của tác giả mới là quan trọng xem thế vẫn luôn nói với các bạn là như thế ngữ pháp mà trong phần trăm đọc hiểu ấy thì ngữ pháp nó sẽ chiếm khoảng gọi là nhiều lắm là khoảng 30 phần trăm đấy là maximum rồi nếu không thì khoảng tầm 20 phần trăm là ngữ pháp thôi còn lại của của đọc hiểu ấy nó là từ vựng và hán tự hán tự rất rất quan trọng cc một lần nữa nhấn mạnh lại mặc dù mọi người sẽ nghĩ là cc nói đi nói lại rồi nhưng tại sao vẫn có bạn trượt ạ cc nói rồi mạnh hán tự thì auto mạnh đọc hiểu bởi vì sao đọc hiểu chúng ta nhiều khi chúng ta đi đi chúng ta chẳng biết nó đọc là cái gì nhưng mà chúng ta nhìn mặt chữ hán để chúng ta đoán được câu đấy nó nói ý nghĩa gì cho nên là thường các bạn mà chỉ cần mạnh chữ hán thôi ấy, tu mạch đọc hiểu chữ hán chính là từ vựng thôi mạnh hán tự tu mạch đọc hiểu không cần phải miễn miễn bàn với gì hết cnc có một quy luật định ngữ pháp là chắc chắn phải có rồi nhá ngữ pháp chắc chắn phải có thì không nói rồi nhưng mà phần trăm ít thôi nhưng mạnh hán tự tu mạnh đọc hiểu và mạnh từ vựng tu mạnh nghe đấy mạnh từ vựng tu mạnh nghe tiếp theo thì sensei sẽ chuyển sang chia sẻ nốt về nghe hiểu sensei khẳng định mọi người mùa vừa rồi là một cái mùa đại thắng với nghe hiểu rất nhiều các bạn được mang tên điểm nghe luôn Ví dụ lớp N2 tích hợp của Gen Tê là vài bạn mang tên điểm nghe rồi. Nếu như các bạn trượt bởi vì các bạn các bạn thiếu điểm nghe hiểu ấy thì là bởi vì một trong những cái lỗi đấy á là các bạn chưa nằm lòng thuộc tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ. Tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ sẽ là môn đai mấy? Môn đai 4, đúng không nhỉ? Môn đai 4 và môn đai 5 của trình độ N3. Môn đai mấy của N2? Môn đai 4 của N2. Suốt ngày hỏi về tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ nhưng nếu các bạn không làm được, không thuộc thì mất luôn điểm phần đấy có phải là phí không? Tiếp theo có một cái lỗi này các bạn chưa nắm được cấu trúc để nghe hiểu Đấy. chưa nắm được cấu trúc để nghe hiểu chưa nắm được nghe hiểu chân kinh với các tip bẫy và mô tip cho từng môn này bởi vì trong những cái lớp tích hợp đặc biệt là lớp mà sẽ trực tiếp dạy ấy, thì sẽ phân tích rất kỹ môn đai này thi như thế nào có thời gian đọc đáp án không tiếp ta làm sao dạng bài như là thằng này đi thi môn này này đi thi chỉ hỏi cái gì thôi chỉ hỏi một trong hai câu hỏi này thôi tức là mình mình không cần phải tin mình bắt bài luôn một trong hai câu hỏi này thôi khi mà thầy th dạy các lớp nghe vừa rồi tại sao thành công như thế tại sao nhiều bạn mang tên và trên 50 điểm như thế trên 40 là thấp nhất tại sao các bạn ấy nằm lòng được là mô típ nghe hiểu nó chỉ như thế thôi và các bạn ấy có một khoảng thời gian luyện tập siêu dài để các bạn ấy quen với cái điều đó mọi người ạ à. và một cái lỗi mà sẽ thấy mọi người sợ nghe hiểu là bởi vì sao khi mà mọi người nghe thật sự mọi người chỉ cuốn theo từ vựng thôi nhưng mà sau khi mà mọi người học chốt xong rồi nghe học nghe hiểu chân kinh xong rồi ạ thì mọi người sẽ biết là khi nghe không phải là các bạn nên tập trung nghe vào từ vựng tất nhiên là mình vẫn nghe từ vựng nhưng cái sự tập trung của mình nó không dồn vào đấy, đấy. mà chúng mình dồn vào đâu những cái chốt và tại sao khi mà các bạn chưa có đủ thời gian để tập các bạn không biết cách quay xe nghe hiểu rất là quay xe luôn và các bạn trong tích hợp thì ngã gọi là nguyên một khóa là ngã không biết bao nhiêu lần rồi và các bạn ấy trở thành những người quay xe chuyên nghiệp đặc biệt là những bạn man tên nhưng mà các bạn ấy đã quay xe không biết bao nhiêu lần mọi người ạ khoanh đáp án một rồi nghe thấy đằng sau nó quay xe cái lại chuyển đáp án luôn đấy là cái kỹ năng các bạn vẫn cần phải học chứ không thể nào mà qua một cái câu từ mà 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 sensei nói để mà các bạn có thể để chọn được nhá sai lầm số năm khi các bạn thi trượt đó là các bạn không nắm được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để có một chiến lược ôn thi mũi nhọn tức là sao nếu như em chọn ấy em hãy chọn nó sen dễ ôn thi ấy đừng có ôn thi một cách mù quáng làm gì phải có chiến lược hết đó nếu như em là một người mạnh đọc hiểu thì em hãy dùng đọc hiểu để cứu JPT nhá em sẽ có hai phe thường là trên đây sẽ chia cho các bạn ba sự lựa chọn thứ nhất là các bạn sẽ đỗ JPT bằng cách các bạn giỏi combo kiểu học viên thứ nhất là kiểu học viên dùng mojigoi và độc cai để mà cứu cứu điểm JPT thứ nhất là từ mojigoi cộng đọc thứ hai là công tim thuộc gọi là mojigoi cộng nghe Đấy. và thứ ba là tim à, uh, đọc cộng nghe không cần mồ gì rồi các bạn bắt buộc phải có một trong ba cái combo đấy thì điểm thi đi, các bạn mới đỗ được chứ xem chưa còn nói thêm là đỗ cao xem còn chưa nói đỗ cao đỗ được là phải có một trong ba đi Thay lầm số 6 khiến các bạn trượt này xem số 6 này đó là xem nhìn thấy hình ảnh rất nhiều bạn ấy chúng ta cố gắng giỏi tất cả mọi thứ ôn thi với chiến lược là học sinh giỏi toàn diện mang tên siêu cấp vũ trụ tức là sao một cái sai lầm kinh một, một cái sai lầm mà mà sen nhìn thấy các bạn đi vào cái con đường đấy sen rất là sót ấy nhưng mà sen không thể nào mà sen ở tất cả mọi mặt trận để sen nói là em ơi đừng đi như thế được mọi người biết đó là cái gì không đó là mọi người dành một ngày ví dụ mọi người dành á à, mọi người dành 30 phút để học đọc sau đấy mọi người dành 30 phút để học nghe. Sau đấy mọi người nghĩ rằng là mọi thứ phải công bằng, không được thiên vị một cái gì hết. Thì mọi người dành 30 phút để mọi người học từ vựng bằng ngữ pháp. Ôi trời ơi, đấy là một cái sai lầm siêu khủng khiếp luôn mọi người ơi. Chúng ta bao giờ cũng phải dành thời gian thiên vị cho đọc và nghe. Ngữ pháp không thể nào bằng đọc nghe được mọi người ạ. Sensei học đọc một tiếng, học nghe một tiếng, từ vựng kanji một tiếng, ngữ pháp 20 phút ngữ pháp 20 phút, ngữ pháp 15 phút thôi, không cần phải 20 phút. Đấy, các bạn phải có chiến lược. Ưu tiên thằng nào, dùng thằng nào mình sẽ dùng giống như trong mỗi chúng ta mọi người đều sẽ có điểm mạnh và điểm yếu, đúng không? Nhưng nếu các bạn cứ dành tất cả thời gian toàn lực của mình để đi cứu cái thằng điểm yếu, các bạn ấy, đi cả thiện cái điểm yếu trong mỗi chúng ta thì có phải là nó nó phí thời gian không? Tại sao trong cái thời gian đấy mình nếu như mình không cứu được cái điểm yếu đấy hoặc mình cứu cái điểm yếu đấy nó mất quá nhiều thời gian thì sẽ tập trung vào những cái mũi nhọn, những cái điểm mạnh của Senze và sẽ cảm thấy yếu tố tâm lý căng thẳng cũng như may mắn đóng một vai trò ảnh hưởng lớn đến kết quả của các bạn. Các cụ bảo là gì? đi tại sao ạ học tài thi vận là bởi vì sao học rất giỏi thế thì nghĩ rằng bạn này không bao giờ trượt được nhưng đi thi tại sao trượt tâm lý căng thẳng mọi người tâm lý căng thẳng kinh cho bởi tại mà các bạn biết nguồn cơn tại sao lại sinh ra tâm lý căng thẳng không bởi vì mọi người ôn đi không chắc ấy khi mà mọi người tự tin rằng kiến thức này đủ để cho mình đi thi rồi có thể không đỗ cao nhưng chắc chắn mình đỗ cái đỗ nó ở trong tầm tay nó ở trong khả năng rồi thì đi thi các bạn sẽ tránh bị bị gọi là kinh cho các bạn bị kinh cho sao bị căng thẳng quá bởi sao cái kiến thức của bạn không vững nên là các bạn đi thi hồi hộp là ôi các cụ có độ cho mình không và thêm một điều nữa mà xem, xem nhìn thấy ở các bạn ấy đó là khi các bạn muốn đỗ bất kỳ dây LBT hay tất cả những cái thứ mà các bạn muốn trong cái 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 cái, cái tiếng học việc học của các bạn thì cái việc ôn thi nghiêm túc rất quan trọng dù là bất kỳ ở lớp học nào các bạn có tham gia 10 cái lớp tích hợp Hay các bạn tham gia 10 cái lò luyện thi nó Người ta ghi là cam kết đỗ rồi là các thứ Nhưng các bạn ôn thì không nghiêm túc các bạn học Bữa học bữa không Ừ thế thì em xin nghỉ một tuần bữa sau em học Bữa được bữa cái học nửa vời Thì có 10 lớp nó cũng không thể cứu cứu nổi cái tâm hồn của các bạn được Nên là sao Kể cả tự học cũng thế Đi học trung tâm cũng thế Bỏ đồng tiền bắt gạo ra sót chứ mọi người Một khóa học nó không hề rẻ Nên là bỏ tiền ra thì phải biết sót không quan trọng là các bạn ôn thi được nhiều như nào mà các bạn ôn thi được cái đấy trong bao lâu, các bạn kiên trì được nó trong bao lâu. Có thể là một ngày đọc sách rất tốt nhưng các bạn đọc cái duy trì cái thói quen đấy trong bao lâu nó mới là khó và chúng ta cần những cái nơi tạo cho chúng ta thói quen học để khiến cho việc học nó không cảm thấy là một gánh nặng hay là mình kiểu như là mình coi nó như là một quy trình của một ngày. Một ngày các bạn có phải ăn cơm không? Có phải tắm rửa không? Thì các bạn hãy coi việc học tiếng Nhật giống như cái việc đấy, ngày nào cũng phải ăn cơm đúng không? Ngày nào cũng phải học nhìn đi những cái giọt nước mắt mọi người đổ ở trên cái quyển sách các bạn ôn sau này nó sẽ là tiền bao nhiêu giọt mồ hôi là bấy nhiêu mấy tỷ mấy tỷ đấy cứ biến mồ hôi thành tiền đấy là các bạn sẽ có động lực tiếp theo là các bạn trượt bởi vì các bạn chưa nắm được tầm quan trọng của combo nghe đọc chỉ cần có nghe đọc cho các bạn bất bại luôn xem sẽ, sẽ đảm bảo là chỉ cần bạn nào giỏi nghe đọc ấy từ Mojigo các bạn yên tâm là con auto luôn chỉ cần nghe đọc mọi người biết không nghe đọc cộng lại đã 120 điểm rồi cân mọi trình độ nhá đọc và nghe 60 cộng 60 120 cân mọi trình độ N1 N2 N3 cân mọi luôn. Mồ gì goi các bạn bao nhiêu điểm không quan trọng, cứ trên 19 điểm là được không bị liệt. Nghe hoặc đọc hoặc là cả combo nghe đọc các bạn nắm được tầm quan trọng của nó thì hầu hết thời gian các bạn ôn thi ấy, chỉ ôn nghe đọc qua sen tôi cũng đỗ luôn sen khẳng định với mọi người là mạnh nghe đọc auto đỗ sen không cần quan tâm cái mồ gì goi các bạn được bao nhiêu. Cứ mạnh nghe đọc auto bất bại luôn. Điểm cuối cùng, bởi vì sao các bạn chưa tìm chưa nắm được tờ, chưa tìm cho mình được một phương pháp học phù hợp mỗi chúng ta sẽ có một lộ trình học phù hợp khác nhau có thể cái này tốt với sensei chưa chắc tốt với các bạn thật sự ngày xưa nên áp dụng nhiều cái cách làm của người giỏi lắm nhưng mà đấy là cách của người ta thôi cuối cùng sensei vẫn tìm ra một cái cách học của sensei cho nên là các bạn cần tìm cho mình một phương pháp học phù hợp được không ạ? À? Đó, lộ trình học tối ưu làm sao? Nếu như các bạn đặt là trong 4 tháng này, trong 5 tháng em phải đỗ N2 thì lộ trình là như nào? Hai tháng đầu tiên học bi 2 tháng tiếp theo học tay sắc cự một tháng học luyện đề phải đặt ra một lộ trình được không ạ? À? Ba ví dụ như nếu như 5 tháng các bạn muốn đỗ N2, N1 cũng thế, 5 tháng đúng không? Các bạn có thể dành ra 3 tháng đầu tiên chỉ học bi nền tảng thôi cho nó chắc xây cái nền móng nhà cho nó chắc. Sau đấy một tháng tiếp theo học tay sắc cự từng môn đai có chiến lược làm bài ra sao đi sâu vào việc làm quen với đề thi thật và luyện đề một tháng cuối cùng chỉ cày nguyên cái bộ đề thi 10 năm thôi cứ cày nát cái bộ đấy đi thi là là đỗ luôn và xin sẽ nghĩ rằng đấy là sơ qua về 10 cái sai lầm khiến cho các bạn đã trượt trong cái kỳ thi vừa rồi và sau cái kỳ vừa rồi các bạn thi xong ấy thì bởi vì sao chết vì chết vì đọc và nghe quá nhiều thật sự chủ yếu là đọc thì sensei đã cùng với Ricky mở ra lớp tích hợp đọc đọc, đọc nghe chuyên sâu tức là sao? Lớp tích hợp này sẽ có lộ trình 4 tháng cho đến 4,5 tháng nhé Và các bạn chỉ học mũi nhọn đọc ngay thôi. Tất nhiên là mình sẽ có học từ vựng chữ Hán mọi người. Mình sẽ có học, mình sẽ có học từ vựng nhưng mà combo mũi nhọn ở trong lớp đấy là lớp tích hợp đọc ngay chuyên sâu chuyên sâu vào kỹ năng đọc nghe để cho các bạn chỉ cần có được combo đọc nghe này thôi ấy, thì tháng 7 tới chắc chắn là cái N2, N3 nó sẽ mỉm cười với mọi người với trình độ N2, N3 thậm chí là N1 nhá, thì chúng ta chỉ học chuyên sâu vào combo đọc nghe thôi tức là chúng ta lấy đọc nghe để chiến đấu với TLPT chứ không phải là đọc từ vựng không phải là nghe từ vựng mà chúng ta lấy combo đọc nghe cho Sensei bắt diệt luôn đó và lớp này thì sẽ trực tiếp do Sensei và cô Mon đứng lớp nhá cho nên là mọi người nếu mà có hứng thú thì có thể comment, share livestream và comment ok hoặc là nhận nhắn tin cho fanpage Diki Online để xem đây gửi ưu đãi cho mọi người nhá Đặc biệt là ví dụ như những bạn nào mà đã đỗ N3 rồi á mà xong là mọi người muốn lên N2 á thì số điểm vừa rồi các bạn đỗ N3 bao nhiêu? Ví dụ các bạn đỗ N3 150 điểm thì Sensei sẽ giảm giá cho các bạn 15% khóa tích hợp ngoài những cái ưu đãi kia đó chơi là đỗ bao nhiêu điểm thì sẽ giảm mấy nhiêu phần trăm thì các bạn có thể chọn là ưu đãi giảm học phí hoặc là gửi lì xì quà tết về cho gia đình tại việt nam thì riki sẽ giúp các bạn gửi quà tết về cho gia đình khi mà các bạn đăng ký học lên nhá thì mọi người có thể chọn là giảm ưu giảm học phí hoặc gửi quà tết lì xì về cho gia đình thì riki sẽ trao tận tay quà tết đến cho gia đình mọi người luôn rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều bye bye mọi người